Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em lên thanh lý cho quý vị và các bạn một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Acouphay có model là E550. Tại sao em lại thanh lý? Một lát nữa em sẽ chia sẻ và bật mí với quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Chiếc âm ly này thì là một trong những cái chiếc âm ly chạy thuần Class A rất là hay của hãng, với công suất 30W trên trở kháng 8 ohm và ghép rất nhiều những dòng loa rất là hay. Chiếc âm ly này thì về hình thức cơ bản thì rất là đẹp và máy là zin đét luôn. Bên em bán em bảo hành trọn đời cho quý vị và các bạn về cái phần máy móc zin xịn, không bị thay thế hay lai tạp bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Phía trước mặt là đây cái mặt phay nhôm vàng chanh rất là đẹp, và chính giữa sử dụng hai chiếc đồng hồ VU. Đó, hai chiếc đồng hồ VU, và chính giữa nó có biểu tượng chữ Acouphay. Và bên dưới có một cái lắp band. Bên trong có các chế độ chỉnh như cầu loa hay là bát chép ba lăng, đầy đủ tất cả các chế độ chỉnh. Và chiếc máy này thì hoạt động hoàn hảo. Và nói chung là với cái giá tiền rất là hợp lý, rẻ hơn 10 triệu so với những cái chiếc âm ly khác, đây là một trong những cái sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và một lát nữa em sẽ chia sẻ với quý vị. Bên tay trái em đây đó là cái đường input selector, là cái đường tín hiệu đầu vào. Bên tay phải đây nó là cái volume. Chiếc âm ly này đầy đủ khiển dây nguồn, zin theo máy, đều là hàng chính hãng nên là các bác cứ yên tâm dùng. Đó, không thiếu một cái gì cả. Đây là cái khiển zin của máy. Đó, tất cả là khiển zin. Và em sẽ quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm chiếc âm ly này. Đó, các bác nhìn không? Về các bác nhìn hình thức thì rất là đẹp. Đó, và em bán giá thanh lý cho các bác cực kỳ là tốt luôn, rẻ hơn tận 10 triệu so với những cái mặt hàng khác, với những cái chiếc âm ly mà nơi khác, các shop khác vẫn đang bán tầm 98 triệu, 96, 97 triệu tùy từng máy. Đó, đây cái phía hồi hông của chiếc máy E550 này rất là đẹp. Đó, và đây là phía sau rất mới luôn. Đó. Dòng âm ly Acouphay E550 sử dụng hai cầu loa AB, và bên tay trái em đây đó là cái đường input selector, là cái đường tín hiệu đầu vào, và bên dưới còn thêm các núm ba năm, ba lăng, ba chân, và đây là thêm hãng làm thêm hai đường option này để các bác cắm cạc DA hoặc cạc phono, các bác có thể chơi được đĩa than. Đó, Acouphay E550 điện 100V và công suất tiêu thụ là 300W, và dòng này chạy thuần Class A với 30W trên một kênh, trở kháng 8 ohm. Đó, rất đẹp luôn. Đó, rắc riếc thì còn vàng óng luôn. Đó, nên là các bác cứ yên tâm mà chơi. Hàng thì bên em bán thì em sẽ bảo hành zin xịn cho các bác, nên là các bác cứ yên tâm thôi. Đó, về các bác chỉ quan tâm về cái giá tiền thôi. Đó, đó, rất là tuyệt vời. Vâng, và bây giờ em xin chia sẻ với các bác là tại sao em thanh lý chiếc âm ly này để cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Là bởi vì cái mặt đây các bác nhìn, bình thường các bác sẽ không bao giờ thấy. Em chỉ các bác mới nhìn rõ thấy là cái mặt này nó có bị một cái vết chấm rất nhỏ đây. Đó, rất nhỏ này. Đó, cái tay em đây. Rất là nhỏ luôn. Đấy, nói chung là cái này nó giống như là anh em hay gọi là nó là cái lông mèo đây. Lông mèo, lông chuột đây. Em đưa máy sát vào gần thì các bác mới nhìn thấy. Để rất mờ luôn. Khi các bác quay ở vị trí khác các bác sẽ không nhìn được. Đó, rất là mờ. Đây. Đó, rất là mờ. Cái này nó chấm còn nhỏ hơn cái đầu kim luôn. Đó, và các bác mua một con máy như thế này, nếu bình thường em đưa máy xa này các bác cũng không thể nhìn thấy được. Đó, bác mua một con máy này và các bác chỉ bỏ ra cái số tiền là chỉ có 86 triệu thôi. Đó, và những cái con này thì đang giá thị trường nó đang rơi khoảng tầm 97-98 triệu. Đó, riêng con này thì em bán thanh lý cho quý vị và các bạn giá chỉ có 86 triệu thôi. Đó, đây là một trong con máy rất là hợp lý so với cái thời điểm hiện tại. Và các bác nào không quá quan trọng những cái vấn đề đấy thì đây là một, em nghĩ đây là một cái chiếc âm ly đáng để chơi. Đó, và bên phía trên của máy thì lóc liếc cái gì thì đây bị một cái chấm đây bác, đó chấm này, chấm ở trên lóc nhá. Thì cái này thì nó không ảnh hưởng gì, còn tất cả là ok hết. Đó,
một chiếc âm ly cao cấp của hãng Agufe E550 và giá chỉ có 86 triệu thôi. Đây là một cái trong những cái giá để vô cùng là tuyệt vời. Đấy, một cái giá mà em nghĩ là không ở đâu có được. Đó, và bây giờ em sẽ các bác chờ em chút, em sẽ test video luôn con này để cho các bác cùng trải nghiệm. Vâng, em đã đấu nối xong và bây giờ em sẽ bật nguồn lên và em sẽ test nhạc, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái chất âm cũng như là về cái hoạt động của chiếc âm ly Acoustic E550 này. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, em đã cắm nguồn đây rồi. Đây là khiển zin nha. Vâng, video test nhạc đến đây em xin dừng. Chiếc máy này thì nó hoạt động hoàn hảo, không một lỗi lầm gì cả. Các bác quan tâm xin mời các bác alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0911886266. Và em sẽ trao đổi anh em mua bán thì là em ship hàng toàn quốc. Và các bác nào ở gần xin mời các bác qua em giao lưu. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.